Phúc ơi, ráng lên Phúc ơi, ráng lên Phúc ơi. Ê, ê, ê. Đóng lại. Trời ơi, để phụ em 100 triệu nặng lắm, kéo Phúc nặng lắm. Ơi, Phúc ơi, ráng lên Phúc bây ơi. Giờ, bây giờ khoan mở, khoan mở đó. Bây giờ chú giờ đang rút cái, chú thấy chú Thành dưới lo lắng quá. Cái chú Thành tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Sen nói trước khi rút cho con thêm 5 triệu nữa kìa. Thiệt không? Có không? Mãi ông ra đi. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, rồi mọi khó khăn sẽ trôi qua, rồi hết tối đến sáng không có sao cả, miễn sao chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực, chúng ta tự tin trong cuộc sống rồi kết quả sẽ là tốt đẹp. Nếu như các con gặp khó khăn thì cũng sẽ cố gắng nỗ lực như những người trong chương trình Mai Ấm Gia Đình Việt nha các con nha. Bây giờ kết quả tốt đẹp là những sự cố gắng của em Hạnh kết hợp với sự may mắn. Con sẽ nhận được hai logo của Mai Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ mình chọn hai logo xong mình mở ra có nhiều tiền mình đem về thôi. Không? Mời mẹ của Hạnh, mình chọn số mấy? Bất kỳ số nào, cứ chọn. Dạ, số 4. Số 4, mở. Số 4. Mời chị và chị Thanh Thủy qua đây cùng với... cùng với mẹ của Hạnh, mình mở số 4 nào. Qua đây chị. Có nhiều mình lấy nhiều thôi. Cuộc sống này khó khăn quá. Kệ. Bấy nhiêu cũng được. Nào chị. Rút đi. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai. Sáu, ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai. Rút. Chúc mừng chị. Chúng ta có thêm 10 triệu nữa để giúp chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Rồi bây giờ còn một logo nữa. Con gái chọn đi Hạnh. Số mấy con? Nói lớn lên con. Dạ số 1. Mở số 1. Hạnh đâu? Qua đây con. Gửi ai làm gì làm, mình rút thôi, số 1 thôi. Có số 1. Phúc ơi, ráng lên Phúc ơi. Ráng lên Phúc ơi. Ê, ê, ê. Đóng lại. Trời ơi, để phụ em 100 triệu nặng lắm, kéo Phúc nặng lắm. Ơi, Phúc ơi, ráng lên Phúc. Bây giờ, ơi. Bây giờ khoan mở, khoan mở đó. Bây giờ chú giờ đang rút cái, chú thấy chú Thành dưới lo lắng quá. Cái chú Thành tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Sen nói trước khi rút cho con thêm 5 triệu nữa kìa. Thiệt không? Có không? Chú Thành cho con thêm 5 triệu để có tinh thần rút đó con. Có thêm 5 triệu rồi con, cài có bao nhiêu phải bi con? Còn cái công hai người rút nhiêu? Hai con người rút ngồi cho hai... Quyền linh cho, quyền linh cho, quyền linh hai trái dừa. Không có đâu. Một đêm ngủ ở khách sạn Yasaka. Trời ơi, trời ơi. Vô. Sai. Gì đây? Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị phát liệu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Chúc mừng con. Wow. 60 triệu đồng. 60 triệu đồng tuyệt vời. Nào, tất cả chúng ta cùng đến đây đi nào. 60 triệu. Quá trời quá đất rồi. Ngon lành luôn. Chúc mừng ba mẹ con. Chị thấy sao nè? Dạ em rất mừng. Hả? Dạ em mừng. Mừng sao khóc?
có tiền lo cho con. Có tiền lo cho con, đừng có rung, đừng có khóc nữa. Và đó giờ chị có bao giờ chị có số tiền này chưa? Dạ chưa. Hả? Dạ chưa. Chưa đúng không? Số tiền nó như thế nào đối với chị? Dạ rất lớn. Rất là lớn. Bây giờ á, nó cũng sẽ là cứu cánh của chị. Bây giờ thì các cô chú cũng tặng cho chị rất là nhiều rồi. Nè, tại sao Hạnh lại khóc hả Hạnh? Dạ em vui, em mừng. Mừng, mừng. Không mừng đúng không? Coi như là đây là cái động lực để cho em phấn đấu nha. Con ráng phấn đấu nha. Hai đứa học giỏi nha, có số vốn rồi và phụ mẹ buôn bán, học hành cho giỏi ha. Không có khóc nữa chị, không có khóc của con. Hạnh phúc, hạnh phúc. Đúng rồi, bây giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hãy ôm nhau, tạo động lực cho nhau nào. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Không có khóc nữa, không có buồn nữa. Rồi đây mọi thứ sẽ thay đổi. Chúc mừng chị, chúc mừng Hạnh, chúc mừng con trai nhé. Cố gắng nỗ lực chúng ta sẽ thành công. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời cả ba gia đình ra đây để mình nhận giải thưởng của chương trình. Xin mời. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình.